có ba chân lý mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Một là tâm rộng lớn. Hai là lời nói hòa nhã. Ba là dùng căn tánh từ bi để phụng hiến suốt cuộc đời. Ba câu châm ngôn này, đó chính là nền tảng để xây dựng nhân tính, khiến chúng sanh yêu thương thân thiện. Dù nghèo hèn hay giàu sang, thì cuộc sống đều có sự khổ đau. Chỉ khác biệt là nỗi khổ của mỗi người không giống nhau. No.